mua được một chiếc loa bass 4 tấc thùng gỗ Brosin W15 Super, và tìm lý do tại sao nó lại từ Tết tới giờ nó lại hot đến như vậy. Đấy, ngày mình sẽ khui một lưới, khui bass, stress cũng như là bo mặt, bình điện của ra cho mọi người xem được cái nội thất bên trong như thế nào nhé. Bên ngoài thì mình thấy cũng ok rồi, đẹp rồi, nhưng mà không biết là quan trọng nhất là nội thất nó phải hài hòa đúng không ạ? Bắt đầu. Hiện tại trong này là mình mới khui thùng nè mọi người nè, nguyên thùng mới luôn, chưa ai động chạm gì bên trong cả, còn nguyên tem của nhà sản xuất luôn. Đây, còn nguyên tem luôn nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ khui ra cho mọi người xem nhé. Đầu tiên là khui một lưới nè. Đấy, cảm giác này là quá đã luôn. Đấy. Độ nhúng thế này thì khoảng 38 cm, mọi người. Ở đây thì có hai cái lỗ thông hơi. Những cái chỗ này mọi người nè, cực kỳ quan trọng nha. Một số loa mà đánh mà nó rung cái màn lưới á, nghe khó chịu á, chúng ta phải nên mua cái này chúng ta dán lại. Có một số loa nó không có dán được cái này nên là đánh nó rung màn lưới. Ta dán được cái này thì nó rất là êm. Mình thử một vài thôi nhé. Thử coi thử nó nhạc tốt không? Khi mình thử một khúc xong mình sẽ khui tiếp nha. Dạ. Xem thử ruột nó như thế nào. Ở đây bên nhà sản xuất họ báo là từ 170 côn 65. Mình xem thử có đúng như là nhà sản xuất họ báo như vậy hay không. Rồi đây, còn một cục trên nữa. Rồi, còn một cái này nữa. Rồi khoan nha, mình sẽ thoát bánh xe lại. Quên mất. Rồi, còn một cái cuối cùng đây nữa. Ok rồi, đây đây. Okay. Mình sẽ xem được cái từ bên trong nó mọi người nhé. Đây, đây nó rớt rồi đây. Rồi đây, giây phút hồi hộp nãy giờ chờ cũng đã đến rồi. Lần đầu tiên mình thấy cái từ của nó mọi người nè, từ 170 côn 65. Đây mọi người nè, đây, đây là mặt trong của nó mọi người nè. Đấy, dày đó mọi người. Đó, mặt trong của nó. Rồi, cái này cái từ nè mọi người nè. Đấy, có anh chị nào mà có kinh nghiệm về từ côn thì có thể bình luận ở dưới nha. Ok. Và chúng ta có thể thấy được cái bo mạch của nó ở trong đây mọi người nè. Cái bo mạch họ sẽ làm đây để nó không có đánh, nó không có bị ảnh hưởng tới bo mạch. Và đây là cái bo mạch micro mọi người nè. Cái bo phân tầng của micro. Cái bo micro này nó bự nhất trước giờ mình thấy luôn. Mình không biết là cái độ hay nó như thế nào hoặc là cái cấu như thế nào, nhưng mà bo này nó rất là chuyên nghiệp. Bình thường mình thấy những cái bo nó nhỏ như vậy thôi, bằng 2/3 cái này thôi. Cái này thì nó dài, dày hơn khoảng 3 cm đó. Rồi, này là bo micro mọi người nha. Rồi sau đó là cái bình ắc quy đó mọi người. Rồi, ok. Sau cái này xong mình đến cái chép nha. Thử chép thử xem nào.
Mình thì chưa được chuyên nghiệp lắm mọi người thông cảm nha. Ok. Bát. Công nhận là nãy giờ mình mới để ý mọi người, cái độ hoàn thiện của bên trong này thì cái nhà sản xuất họ cũng là chăm chút nè mọi người nè. Đấy, nhìn ở bên trong nè, cái nước sơn ở đây nè, họ cũng tương đối là chăm chút. Thường thì những cái hãng loa khác thì mình thấy có một điểm như thế này, ở ngoài thì ok, hãng nào bên ngoài cũng chăm chút cả, nhưng mà bên trong này gọi là không được thực sự quan tâm lắm. Nhưng mà ở đây thì mình thấy có một sự quan tâm ở bên trong, đó cũng là một điều hay. Đấy. Xong là cái chép mọi người nhé, xem cái chép rồi xem. Dán rất là cứng ở đây mọi người, cứng quá rồi nha. Rồi chép 350 đây mọi người nè, đây chép đây, hai cái chấu này nhìn cũng đẹp nè. Đấy, hai chấu này, cái này là 8 ôm mọi người nha. Ở trong thì không ghi thông số gì, cái này chắc của riêng nhà sản xuất. Ok. Rồi. Ồ, mình quên ở đây mọi người. Ở đây có một cái bộ riêng dành cho chép luôn mọi người nhé. Đây nè. Ở trước giờ thì mình đây nè, này một bộ riêng là dành cho chép luôn đó mọi người nè. Đây, theo mình nghĩ là vậy. Bình thường thì những cái loa khác nó không có cái chỗ này. Mà thấy chỗ này, bình thường ở đây nó sẽ có từ hoặc trở gì ở đây. Đó, mình mở những cái loa khác mình thấy ở đó. Có những cái màu đỏ, màu vàng trở từ gì ở đây đó, cuộn cảm gì ở đây đây. Đó, nhưng mà ở đây là nó sẽ có một cái bộ phận này, nó nối từ bát lên. Nó nối từ bát lên. Đây, nối từ bát lên. Theo mình nghĩ cái này là bộ này dành cho chép. Đó, và cái này là chắc mình nghĩ là bí mật riêng của hãng rồi. Rồi. Đấy. Và ở đây có thiết kế này cũng được mọi người nè. Đây. Có hai cái cây đi ngang qua đi ngang lại để đảm bảo cái độ cứng chắc cho cái thùng của loa. Ok, rồi. Mình nghĩ là một số hãng loa khác cũng nên học hỏi đó, những cái một số cái sự tinh tế đó thì cũng rất là quan trọng để cho một cái loa nó hay. Rồi. Ở đây là cái bo mạch nha. Đấy, thôi mình sẽ tắt cái bo mạch đi. Mỗi cái loa mà để giữ nguyên vẹn mà không chạy chùa đến tay khách hàng là cũng là một là cũng rất quan trọng đó mọi người. Tại vì cái này chỉ cần sơ sót một chút thôi là nó sẽ chày và nó sẽ mất giá trị của một cái sản phẩm liền. Chúng ta sẽ thử mở ra nhé. Mở cái này ra, đây là bo mạch của loa đây mọi người nè. Chúng ta nhìn đây, ở đây thì nó có chỗ bình ắc quy câu thêm đây, chỗ cái nguồn, nguyên cái bo mạch để chúng ta chỉnh này, chỗ cắm thêm. Đó, này là bo bluetooth thử nha. Còn một cái ốc nữa chúng ta chưa tháo ra. Rồi, thử xem có gì nhé. Ok. Xem cái bo mạch của nó đấy mọi người nè. Đó, thì mình chỉ biết nghe âm thanh đó mọi người, chứ còn về điện tử kỹ thuật thì mình nhìn mình không có hiểu nhiều đâu. Này, chúng ta có thể xem được nha. Em mọi người nè. Theo mình nghĩ đây là cái bộ nguồn của nó đây. Đó. Rồi. Cái này nhìn thì cũng bó tay, mình nhìn mình chỉ biết vậy thôi. Đây, cái này là các nút vặn đó mọi người nè. Các nút vặn thì nó vô đây. Đây là bo mạch Bluetooth này. Bo mạch MP3 để có Bluetooth, USB, thẻ nhớ này. Đó. Còn này mình nghĩ là cái tản nhiệt nè.
để cho nó ra đây, nó tản nhiệt nóng cho nó ra. Cũng hay đó mọi người, là nó tản nhiệt ngay cái lỗ đây luôn, để cho cái khí nóng á nó bay ra ngoài luôn. Sẵn đây ví dụ như để những cái chỗ khác thì nó không tản được, mà ngay chỗ đây nếu đây là cái bộ tản nhiệt thì nó tản ra đây. Ok đó, thì cũng nhờ những anh chị mà có kinh nghiệm mà đánh giá giùm nha. Đó, mình cho mọi người xem gì thôi. Ở đây thì nó có ba sắc người nè, nên là có thể xài bình vừa xài điện mà vừa xài ắc quy, vừa xài điện luôn mọi người nè. Đó. Rồi. Này là cái bậc này mọi người nè, bậc thì nó sẽ vô đây. Cái chỗ này là chỗ này. Cái này đâu? Cái này là công tắc mọi người nè, chỗ này là chỗ công tắc nè. Còn chỗ này chỗ cắm điện vô, này chỗ công tắc thì nó sẽ vào một á. Thì cái loa này mọi người, bây giờ hiện tại thì cũng nhiều loa nó sẽ có như thế này. Khi chúng ta bật qua một gạch đó, một gạch thì chúng ta xài bình ắc quy. Nhưng mà chúng ta bật qua một gạch mà chúng ta cắm điện vô nó tự tắt bình luôn. Đó, nghĩa là chúng ta sẽ không có bị nhầm và chúng ta sẽ không có bị chai bình. Khi bật qua đây, bật qua hai gạch thì nó tự chuyển qua luôn mọi người. Bật qua một gạch chúng ta cắm điện cái là nó tự tắt loa luôn. Đấy. Rồi. Ok, rồi xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Mọi người hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video vui lo cũng như những video test lo nhất nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.